Mai chúng ta sẽ qua phần hỏi ta. Ánh sáng à. Ở chương trước chúng ta đã học về hiện tượng tán xét ánh sáng, khúc xạ, giao thoa ánh sáng và những cái thí nghiệm ở chương trước nó dẫn tới các nhà khoa học kết luận rằng ánh sáng nó cũng tham gia được những thí nghiệm đó, tính chất chứng tỏ là nó có tính chất giống như sóng cơ học, cho nên người ta gọi là ánh sáng có tính chất sóng. Nhưng mà sau này người ta nghiên cứu và người ta phát hiện một điều bất ngờ, đó là khi mà người ta phân tách những chùm ánh sáng thật là nhỏ 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 ra, phân tách ra và quan sát những cái thí nghiệm của chúng, thì người ta nhận ra rằng ánh sáng không phải đơn giản chỉ là sóng, mà ánh sáng nó còn tồn tại ở dạng hạt nữa. Cụ thể, khi mà người ta phân tích được, người ta thấy rằng ánh sáng cũng như các phần tử vật chất khác, ví dụ như cái bảng này được cấu tạo từ những nguyên tử rất nhỏ, nó là những hạt tạo ra cái bảng này, thì ánh sáng nó cũng có cấu tạo hạt luôn. Hạt của ánh sáng gọi là hạt photon. Hạt photon. Photon ánh sáng nó có cái bước sóng là lambda. Chúng ta biết rằng bước sóng ánh sáng là lambda rồi. Mỗi ánh sáng thì có một loại lambda khác nhau. Nhưng mà photon nó chính là đại diện cho điều đó. Photon là có bước sóng là lambda, cho nên ánh sáng đó mới có bước sóng là lambda. Được chưa? Và thêm một cái nữa, đó là mỗi photon ánh sáng có năng lượng là E. Công thức của nó là bằng hc chia lambda. Hc là gì? Đáng hồi chúng ta sẽ nói sau. Và một cái thí nghiệm như thế này, người ta chiếu một chùm ánh sáng mang năng lượng E có bước sóng tương ứng là lambda vào một cái tế bào quang điện gồm hai thanh kim loại, một thanh dùng làm cathode và một thanh dùng làm anode. Khi đó, ta thấy rằng, thấy điều gì đây? Em biết rằng là bên trong thanh kim loại, nó sẽ có những electron tự do. Do đó, khi mà nó chuyển động bên trong kim loại này, thì nó sẽ tạo ra sự dẫn điện. Tuy nhiên đó chỉ là bên trong kim loại thôi. Vấn đề là ở chỗ này, các electron này dù tự do nhưng vẫn chỉ là tồn tại bên trong kim loại. Bây giờ, cái tình huống xảy ra là khi ta chiếu các electron này vào, chiếu các photon này vào, các photon này sẽ đánh chiếm vị trí của các electron. Và nếu như các photon đánh vào đủ mạnh thì electron sẽ bị văng ra. Vậy điều kiện để electron văng ra là gì? Người ta nói rằng electron này được giữ lại bên trong kim loại, và nếu như muốn văng ra được thì cái năng lượng chiếu vào phải mạnh hơn một công thoát. Công thoát đó gọi là công thoát A, tức là năng lượng chiếu vào mạnh hơn thế này thì nó văng ra. A được gọi là công thoát của electron bên trong kim loại, và tương ứng với A sẽ là một cái bước sóng giới hạn lambda zero. Lambda zero nghĩa là sao? Là nếu như mình chiếu một cái bước sóng bằng đúng lambda zero này thì vừa đủ để đánh bật được A và vừa đủ để văng ra ngoài, được không? Đây được gọi là bước sóng giới hạn. Và công thoát và bước sóng giới hạn có một cái biểu thức liên hệ như sau: A bằng hc chia lambda zero. Đó. Biết rằng C chia lambda, C chia lambda thì nó là S, cho nên O chỗ này cũng bằng luôn là HF. Đấy, S bằng C chia lambda ha. Tương tự như vậy, A chỗ này sẽ bằng là HF chia rồi. Ở đây chúng ta sẽ minh họa một kiểu như thế này. Bây giờ giả sử như năng lượng của ánh sáng chiếu vào là 10.000. Công thoát này nói rằng A bằng 6.000, có nghĩa là dùng 10.000 để đánh 6.000, đúng không em? Vậy còn dư bao nhiêu? 4.000. Thì 4.000 đó sẽ được chuyển thành động năng cực đại của các electron. Đấy, 10.000
chiếu vào, nhưng mà công thoát chỉ mất có 6.000 là đủ rồi, cho nên nó dư ra 4.000, 4.000 thì chuyển thành động năng cực đại qua đất trong. Do đó chúng ta có biểu thức là ơ bằng a cộng lúc lưu động mắt, được chưa? Ơ bằng a cộng lúc lưu động mắt đấy. Và như vậy chúng ta được biểu thức này ha. Rồi các em ghi vào được rồi, thầy sẽ ký hiệu các công thức ha. Lambda 0 và F 0 là bước sóng và tần số giới hạn, hay người ta còn gọi đó là giới hạn quan điểm. Lambda 0 được gọi là giới hạn quan điểm. Đó là những đại lượng mà chúng ta cần nắm được để có thể làm tốt bài toán này. Rồi, đơn vị nè. Ở dạng bài này thì cái duy nhất mà các em chú ý là đơn vị mm. Thì nó tương đương với lại m. Cái đơn vị rất là cơ bản ha. Đơn vị xong. Các nhắc cho một cái nữa. Evolve mà chuyển về Zoom thì nhân thêm cho 1.6 10 mũ trừ 1 trên. Đó. Hiệu điểm thế hẳn là gì? Vậy một cái hình khác nha. Lại là cái thí nghiệm về cathode và anode của một tế bào quang điện. Lần này người ta chiếu ánh sáng năng lượng của ánh sáng là ơ, bước sóng chiếu tới là lambda. Tương tự như lần trước, mỗi kim loại đều có một cái công thoát riêng của nó, phải mạnh hơn thằng này, đúng cái con số này mạnh hơn đúng cái con số này thì nó sẽ mới tăng ra được. Công thoát này tương ứng với giới hạn quan điện là lambda 0. Và khi mà electron văng ra như thế này thì nó sẽ có một cái động năng cực đại lúc lưu động mạnh. Điều gì sẽ xảy ra ở đây? Người ta nói rằng bây giờ trong cái tình huống này người ta muốn làm cho electron không văng ra được nữa thì người ta làm cách nào bây giờ? Đang như vậy giờ không muốn văng ra nữa làm cách nào bây giờ?
Cách đầu tiên dễ nhất, đừng chiếu ánh sáng vào nữa thì nó hết phân ra, ánh sáng đẩy thằng kia ra mà, đúng không? Nhưng mà cách này người ta đâu có chịu, bây giờ nó đã yên như vậy mà không cho nó văng ra nữa. Rồi các em nghe ví dụ này, vẫn là cái ví dụ hồi nãy, nếu chúng ta chiếu vào bước sống có năng lượng là 10.000, công thoát là 6.000, hỏi động năng dư ra là bao nhiêu? Động năng dư ra là 4.000. Vậy thì bây giờ động năng có dư ra và nó đang di chuyển từ trái sang phải như này với tốc độ là 4.000, năng lượng 4.000. Muốn kẹt nó lại thì chúng ta phải vừa đưa vào một lực ít nhất là bao nhiêu, năng lượng ít nhất là bao nhiêu? Nó đang đi qua về với 4.000, giờ muốn kẹt nó lại thì cần bao nhiêu năng lượng? Ít nhất phải là 4.000. Do đó người ta đặt vào đây một cái hiệu điện thế U hạm. Một cái hiệu điện thế U hạm. U hạm này tương ứng với cái năng lượng là Ơ hạm, và Ơ hạm này đẩy dòng điện ngược lại, em hiểu không? Đẩy dòng điện trong ngược lại. Và chúng ta có cái hệ thức như sau, để mà cản được electron không cho văng ra nữa thì tối thiểu Ơ hạm phải bằng với động năng trục đại. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ tuyệt đối với Ơ nhưng cho U hạm bằng động năng trục đại. Đấy, công thức của chúng ta là như thế này. Được chưa? Rồi, ghi vào. Từ đây chúng ta có thể suy ra một cái hệ thức nhỏ. Ơ bằng A cộng tức tự động mắt thì nó cũng bằng luôn là cộng cho Ơ hạm. Đấy, mình dùng để làm những cái bài tập. Hiệu điện thế này gọi là hiệu điện thế H là hiệu điện thế hãm nha. Ơ H là Ơ hãm nha. Rồi, câu số 1 nè. Ý đầu tiên là nó kêu đi tìm cái gì vậy em? Năng lượng ánh sáng tới Ơ bằng HC chia lambda bằng là 6 phần 6. Ừ đúng rồi, để em bàn thôi. Lambda này là không hết mấy này, 300 đúng không? 300 nhân 11 trừ 9. Đấy, xong mai nó ra, đơn vị của mẹ phải là joule nha. Có những cái phải ít khi nói tới, cố tình không nói tới để cho các em thắc mắc. Bởi vì khi các em thắc mắc cái đó là cái gì thì các em sẽ tự nhớ và không bao giờ quên. Những giáo viên non kinh nghiệm sẽ là cái người rất là kỹ, dạy từng cái tỉ tê tỉ tê, chứ không phải dạy kỹ là hay đâu em. Kinh nghiệm non mới dạy kỹ, bởi vì nghĩ cái gì học sinh cũng không biết. Còn người có nhiều kinh nghiệm là biết chỗ nào để em thắc mắc thì khi đó các em sẽ nhớ sâu sắc hơn. Câu số 2. Câu số 2 nó kêu tìm gì em? Tìm A đúng không? Tìm A thì dùng công thức gì để tìm A? Đầu tiên là A bằng HC chia lambda 0. Nhưng mà khổ nổi lambda 0 lại không có, cho nên phải dùng phương án B là gì? Ơ bằng A cộng tức tự động mắt. May quá Ơ có nè, tức tự động mắt có nè. Vậy chúng ta suy ra được A bằng Ơ trừ tức tự động mắt. Đấy. Em chỉ tự đối là năng lượng của electron. Mấy đứa con lưu ý nha, cái chữ E dưới này là E hãm ha. Thấy chưa? Chỗ này là chữ E, chỉ tự đối này là năng lượng của electron là 1.6 nhân 1.19. Tức là chỉ tự đối là bỏ đi dấu trừ rồi á. Câu số 2 rồi, qua câu số 3 đi em. Câu số 3 nó nói về U hãm kìa, vận dụng công thức đó để mà làm đi. Rồi, lưu ý chỗ này. E bon chuyển sang joule thì là 1.6 nhân 10 mũ trừ 19 nha. 1.6 nhân 10 mũ trừ 19, được chưa? Rồi, qua câu C ha. C để bài nói gì đây? Tín hiệu điện thế hạm nếu ánh sáng kích thích có bước sóng 400 nanomet. Hiệu điện thế hạm nếu ánh sáng kích thích có bước sóng 400 nanomet. Ánh sáng kích thích là chữ lambda phẩy bằng 400 nanomet. Hỏi U hạm
bằng bao nhiêu. Chỉ như vậy thôi, vận dụng đúng công thức là ra. Rồi, tất cả ngay giảng câu 1C nè em. Như vậy làm xong rồi đấy. Ở đây cái tình huống là gì? Ban đầu ánh sáng chiếu tới là lambda, được chưa? Nhưng mà trong câu B, trong câu C này thì bây giờ lambda thay đổi rồi, là dùng lambda phẩy. Thì nó nói là để cản cái lambda phẩy này cần cái hiệu điện tối hạm là bao nhiêu. Vậy chúng ta sẽ có là A phẩy sẽ bằng là A cộng cho động năng mắc phẩy. Hỏi em là động năng này có giống động năng lúc đầu không? Nhìn lên bạn giải thích ha. Nhiều khi là có một vài đứa lơ mơ nữa là lại mất tâm của mày. Nhìn đây nha, ban đầu chiếu ánh sáng lambda, bước sơ năng lượng là A, thì công thức này là A, động năng là W D mát, được chưa? Để lấy trong bằng ra nè. Được chưa? Sau đó bỏ cái O này ra, thay bằng một cái O phẩy. Vậy hỏi em, A có bị thay đổi không? A có bị thay đổi không? Tại vì biến thành kim loại thì đâu có ai đụng cái đó đâu, nó vẫn cái nguyên như cũ mà, đúng không? Cho nên bỏ cái này ra thì A vẫn thế. Nè, nhìn kỹ nè, lại ví dụ ban đầu của mình, năng lượng chiếu vào là 10.000, công suất là 6.000, vậy động năng ra dâng ra là 4.000. Bây giờ thay cái năng lượng chiếu vào đổi thành 12.000, công suất vẫn là 6.000, vậy động năng mang ra là nhiêu? 6.000. Như vậy là động năng đã thay đổi chưa em? Đó là lý do mà O phẩy bằng A cộng động năng phẩy, được chưa? Thì tới đây chúng ta sẽ có là HC chia lambda phẩy bằng A cộng động năng phẩy là 1/2 M V max bình, đúng không ta? Ủa mà không, đề kêu u hãm mà. Để kêu u hãm thì mình thế là u hãm, và động năng phẩy thì bằng chính u hãm luôn. Để cản cái dòng điện này lại thì cần một cái năng lượng hãm là ơ hãm. Và chúng ta đã biết rồi, ơ hãm thì bằng công thức là trị tuyệt đối của ơ nhân cho u hãm. Đấy, từ đây chúng ta suy ra được HC chia lambda phẩy u hãm sẽ bằng, hãm sẽ bằng HC chia lambda phẩy trừ A, tất cả này chi cho trị tuyệt đối của ơ, được chưa? U hãm bằng HC chia lambda phẩy trừ A. Nhớ rằng H là 6.625 nhân 10 mũ trừ A4, C là 3 nhân mũ 8. Trừ cho A này em phải đổi về đơn vị joule luôn ha. Nếu như mà đề bài nó cho năng lượng E volt thì em phải nhân 1.6 nhân 10 mũ trừ 19 lần thì nó ra joule, được chưa? Còn vết electron ở dưới nó là trừ 1.6 nhân mũ trừ 19, nhưng mà trong trị tuyệt đối, nghĩa là bỏ dấu trừ đi thì mình còn là 1.6 nhân mũ trừ 19. Những cái quy tắc về đơn vị rất đơn giản ha. Rồi, mấy đứa online nè, đứa nào làm rồi có thể biết coi u hãm ở câu B, C ra bao nhiêu. Kim loại dùng làm cao cốt của tế bào quang điện cũng không thoát, A bằng 2.27 E-volt, lambda 1 bằng là 0.489 micromet, lambda 2 bằng 0.669 micromet. Bây giờ nó hỏi rằng Vmax bằng bao nhiêu? Nhìn đây nè em, bây giờ mình vừa chiếu O1 vào
mình vừa chiếu ơ hai vào, vậy thì electron sẽ văng ra tán loạn như thế này. Vậy thì electron văng ra này nó vừa do lambda 1 gây ra mà nó cũng vừa do lambda 2 gây ra. Hỏi em, lambda 1 với lambda 2 trước hết, thằng nào đang có năng lượng mạnh hơn? Mấy đứa trên này hiểu không? Thầy muốn hỏi là thằng nào đang có năng lượng mạnh hơn? Rồi, ủng hẳn bằng 1, câu C, tốt. Thằng nào đang có năng lượng mạnh hơn? Ở câu 2, lambda 1 bằng 0.489, lambda 2 bằng 0.669. Lúc này chúng ta đã biết được điều đó thì ta lập lại công thức của năng lượng của photon. Năng lượng photon ơ bằng gì các em? Hc chia lambda. Ơ bằng Hc chia lambda, vậy ơ với lambda như thế nào với nhau? Ơ với lambda tỷ lệ nghịch với nhau. Ơ với lambda tỷ lệ nghịch, vậy lambda càng lớn thì ơ sẽ càng lambda càng lớn thì ơ càng bé. Vậy lambda càng bé thì ơ càng lớn. Vậy nhìn xem lambda 1 với lambda 2 thằng nào ơ mạnh hơn? Thấy không em? Lambda 1 với lambda 2 dễ dàng thấy được lambda 1 nhỏ hơn nên năng lượng của lambda 1 sẽ mạnh hơn. Mình dùng từ mạnh hơn nghe cho nó hiểu ha. Vậy dễ dàng em thấy được năng lượng của 1 mạnh hơn năng lượng của 2. Vậy thì khi chiếu vô, cái electron văng ra do thằng 1 làm với electron văng ra do thằng 2 làm, thằng nào may mạnh hơn? Biết rằng 1 mạnh hơn 2, vậy 1 đẩy electron như thế nào so với 2? Mạnh hơn, cho nên vận tốc của electron do 1 tạo ra như thế nào so với vận tốc của electron do 2 tạo ra? Đúng rồi. À, vậy thì vận tốc cực đại sẽ tính theo 1 hay tính theo 2? Tính theo 1. Bây giờ thầy sẽ ghi một cái lời dẫn nhỏ ha. Khi chúng ta làm quen không cần, nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng ta làm dạng bài này. Có lambda 1 nhỏ hơn lambda 2, suy ra ơ 1 mạnh hơn nha. Em phải dùng từ mạnh hơn. Mạnh hơn ơ 2. Ơ 1 mạnh hơn ơ 2 nè. Ơ 1 mạnh hơn ơ 2. Khi mà ơ 1 mạnh hơn ơ 2 như vậy thì điều gì xảy ra em? V max tính theo lambda 1. Được không em? V max tính theo lambda 1. À, và khi mà V max lắm tính theo lambda 1 thì chúng ta sẽ có là ơ 1 bằng A cộng WD max, tức là Hc chia lambda 1 bằng A cộng 1 phần 2 M V max bình. Từ đó em suy ra được V max bằng căn bậc 2 của chỗ này thì cứ bấm máy thôi. Cẩn thận kẻo mình bấm máy bị thiếu sót cái gì đó. Hc chia lambda 1 trừ A tất cả nhân 2 chia M xong, để xong bấm máy bằng 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 ra đáp án. Trong học kỳ 2 này thầy sẽ dạy cho em nhiều hơn, giáo án của chúng ta sẽ chuẩn hơn và bài tập của chúng ta nó cũng ít lại đề cương ngắn đi, học ít thôi nhưng mà cái hiệu quả nó sẽ cao hơn, không có học lan man. Vì T đơn vị là dây, S bằng 1 chia T nên đơn vị của nó được xem là 1 trên dây, tức là dây trừ 1. Nhưng mà chúng ta học công thức đơn vị của S là gì? Hai thì ta biết hết thôi, còn này đừng quan tâm. Tính bình thường. Câu số 3. 3 là bài nói gì đây? Tần số cần thiết để bứt ra được kim loại đó.
năng chiêu vào và bản thân em. Ở đây người ta không dùng cái bước sóng mà người dùng tần tử tần số. Công thoát O bằng HF0. Cathod và anode. Đây là động năng văng ra. Vẫn bài toán đó chỉ là đơn, chỉ là những cái dữ liệu nó khác đi tí xíu thôi. Và câu số 3 đi em. Đề bài nói rằng các electron này sẽ bị hãm lại hoàn toàn với cái năng lượng hãm có cái ôm hãm bằng 3V. Đấy, bây giờ nó hỏi tần số ánh sáng chiếu tới là nhiều ơ bằng A cộng động năng cực đại. Mà em biết động năng cực đại là cái chữ hệ lúc đó đúng không? Động năng cực đại chính là ơ hãm. Ở chỗ này là HF bằng HF0 cộng cho ơ u hãm. Từ đó suy ra F bằng HF0 cộng ơ u hãm chia cho H. Thế số bóng máy em sẽ ra được một số nào đó. Có một quy tắc, một cái mẹo riêng thôi. Đó là nếu như mà em ra V mà ra mấy phẩy mấy nhân 10 mũ 5, 10 mũ 6 thì có vẻ như đáp án đó đúng. Còn F em ra mà mấy phẩy mấy nhân 10 mũ 14, 10 mũ 15, 16, 17, 18, 19 thì có vẻ đó đúng. Những cái dạng bài nó là như vậy, khu đáp số nó phải nằm trong khoảng đó. Rất dễ nhận biết thôi. Rồi, làm câu 4 thôi em ơi. Thì đứng thế hãm của một electron kim loại thay đổi ra sao nếu có bước sóng ánh sáng kích thước giảm từ 400 nanomet xuống 360 nanomet? Bước sóng giảm từ 400 xuống 360, hỏi điện hiệu thế hãm giảm như thế nào? Nhìn đây, thầy sửa nhanh câu số 4 đây. Hiệu điện thế hãm thay đổi như thế nào khi ánh sáng giảm từ 400 xuống 360? Nhìn kỹ nè các em. Hiệu điện thế hãm thay đổi như thế nào? Rồi, tương ứng với cái bước sóng 400 thì electron sẽ văng ra đúng không? Electron mà văng ra muốn cản lại thì mình phải có một cái hiệu điện thế mà người ta gọi điện thế, đó là u hãm. Bây giờ thay cái bước sóng 400 này bằng cái bước sóng 360 nanomet, thay 400 bằng 360 nanomet thì electron vẫn văng ra, nhưng mà bây giờ để cản được dòng điện thì hiệu điện thế hãm phải là u hãm phẩy. Em có hiểu tới đây không? Rồi, ở dạng bài này, đây là dạng bài lúc đầu chiếu ánh sáng 400 thì cần năng lượng u hãm để cản lại. Lúc sau chiếu ánh sáng 360 thì cần năng lượng u hãm phẩy để giảm lại, để cản lại. Vậy nó hỏi là u hãm thay đổi như thế nào rồi? Dạng bài lúc đầu thế này, lúc sau cái kia thường thì mình làm gì? Thường thì mình sẽ lập tỷ số luôn em. Tuy nhiên, những bài lập tỷ số thì những bài dạng như thế này. Y bằng AX, Y phẩy bằng AX phẩy. Khi lập tỷ số nó sẽ đơn giản đi được nhiều thứ, em hiểu không ta? Còn đây là dạng bài Y bằng AX cộng B, Y phẩy bằng AX cộng B phẩy. Thì kiểu thế, được chưa? Vậy thì khi mà mình lập tỷ số dạng này thì nó sẽ không mất đi nhiều thứ lắm đâu. Vẫn giải được nhưng mà nó không phải là phương án tối ưu ha. Cho nên ở dạng bài bên cái dạng lượng ánh sáng này, lúc đầu lambda ứng với nó là u hãm, lúc sau lambda phẩy ứng với nó là u hãm phẩy. Chúng ta dùng một cái phương pháp tương tự như lập tỷ số nhưng không phải lập tỷ số. Đó là phương pháp giải hệ phương trình. Giải hệ phương trình như thế nào? Bắt đầu có với năng lượng lambda chúng ta sẽ có là E bằng A cộng lúc lưu động mà. Được chưa? Ơ phẩy thì bằng là A
cộng nước tiêu động mắc phẩy. Tới đây tất cả đều hiểu đúng không? Đấy, tới đây tất cả đều hiểu đúng không? Rồi, em biết rằng là để mà cản dòng điện lại thì năng lượng hãm đặt vào phải bằng đúng cái động năng mắc này đúng không em? Vậy thì ơ hãm thay cho động năng mắc và ơ hãm phẩy thay cho động năng mắc phẩy chỗ này được không? Rồi tiếp tục là như vậy thầy sẽ phân tích công thức ra tiếp, nó sẽ là như thế này. HC chia lambda bằng A cộng E trị tuyệt đối của U hãm. Đây là phương trình số 1. Dưới sẽ là HC chia lambda phẩy bằng A cộng trị tuyệt đối của E U hãm. Đây là phương trình số 2. Thế không em? Dựa vào hai phương trình này, em thấy là nếu như mà mình lấy 2 trừ 1 thì điều gì xảy ra? HC đặt ra ngoài, 1 chia lambda phẩy trừ 1 chia lambda bằng E đặt ra ngoài, U hãm phẩy trừ U hãm. Có phải U hãm phẩy trừ U hãm chính là cái delta U mà đề bài hỏi không? Thì điều thế thay đổi như thế nào? Nó đang tính tiếp được chưa? Tính tiếp được rồi đúng không? Rồi, thầy hướng dẫn cho mấy đứa trong này nè, bấm máy ha. Tác lẽ này không dùng thao tác này đâu, nhưng mà có đứa bấm máy kìa. Nên là phải làm từ từ ha. Đứa nào chưa biết bấm máy nhìn kỹ đây nha. Look after more and listen to me. Ở bên kia công thức là gì? 2 trừ 1 ra HC chưa? Thầy sẽ suy ra được là delta U nè, tức là U hãm phẩy trừ U hãm nó bằng HC là ở ngoài, 1 chia lambda phẩy trừ 1 chia lambda, tất cả cái này chia cho thì tuyệt đối khoe. Rồi bây giờ thế số nè, đứa nào không biết máy thì bấm máy thì nhìn kỹ nha. H sẽ là 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 34 nha. Nhân cho C là 3 nhân 10 mũ 8. Nhân cho 1 chia lambda là 1, chia cho lambda là bao nhiêu đây? Lambda phẩy chứ, lambda phẩy là 360. Đó là nanomet thì là 360 nhân 10 mũ trừ 9, trừ cho 1 chia lambda là 1, chia cho 400 nhân 10 mũ trừ 9. Chia cho E là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Rồi, để vô rồi bấm cái số này thôi các em. Để cho máy tính bấm cái con số y chang như vậy. Bấm cái biểu thức của máy tính y chang như vậy luôn. Y chang cái biểu thức đó luôn là nó ra. Rồi, câu số 5 ha. Dứt điểm nhanh gọn số 5 nè. Câu A tìm giới hạn phân điện. A bằng HC chia lambda 0, chia lambda 0 bằng HC chia A. Nếu số bóng máy em ra được kết quả, đơn vị của lambda 0 nó là mét hoặc là micromet, thường thì nó sẽ ra micromet ha. Em thích ra đơn vị nào được. Qua câu B, tính vận tốc cực đại bằng A cộng đất lưu động mắc. Bài này thì muốn em bấm bạn được tất cả bấm máy được trước khi ra chúng ta đang học ha. Chính là HC chia lambda cộng A cộng một phần hai M V mắc đất chia ra V mắc bằng căn bậc hai của HC chia lambda trừ A tất cả nhân 2 chia cho nhân 1. Vậy thì Vmax sẽ bằng căn bậc 2 của 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 nhân 3 nhân 10 mũ 8 chia cho lambda là
lambda của bài này là 0.4 nhân mình cũng trừ 6 trừ cho A là 2.26 tức là 2.26 nhân mình cũng trừ 19. Rồi tất cả cái này mới đem nhân cho 2 rồi chia tiếp cho m là 9.1 nhân 11 trừ 31 đấy với mắt bằng vậy. Đúng rồi, 7.71 nhân 45 là đúng, con số đấy là sai. Biết tại sai chỗ nào không? M ở dưới là chữ gì vậy? Em nhìn con số đúng chưa? 9.1 nhân 45 là 31. Rồi, đã có thằng này sai chỗ nào nữa đây? Cái chỗ trên ba bạn nó bị thiếu mất 2.26 nhân 1.6 nhân 39 trừ 19. Chỗ này nè, chỗ này bị thiếu cho nên đứng là bóng chỗ này là sai. Trừ 2.26 nhân cho 1.6 nhân 11 trừ 19 như vậy nó mới đúng nè. Vậy thì đáp án này là đúng các em. 545 là 5.45 nhân 10 mũ trừ đáp án này 45 đấy này phải là bình thường trừ 6 5.54 đúng không? Rồi thử thách xong lên. Rồi hôm nay chúng ta làm lại từ câu 1 đến câu 5 nha. Để sau chúng ta sẽ làm. Câu A đơn vị là gì hả? Đơn vị của giới hạn quang điện là em có thể đổi về mét hoặc là để micromet cũng được. Được chưa? Nhưng mà nếu như mình để công thức này thì nó sẽ ra được là mét nè. H C chia A thì H là 6.625 nhân 1 triệu 34. C là 3 nhân 1 triệu 8. A này đổi về đơn vị joule thì là 2.26 nhân thêm cho 1.6 nhân 1 triệu 19. Thì cái câu A này nếu mà em tính đúng nó sẽ ra đơn vị là mét. Thì em đổi về micromet cho thầy. Ok không? 5.75715 nhân 10^20 hả? Sai. Vận tốc chỉ có thể ra khoảng 10 mũ 5 thôi em. Và đáp án đúng của nó là 5.45 đúng không các em? 5.45 nhân 10 mũ 5. Được chưa? Rồi. Bye. Nhớ làm bài tập. Chúc ngủ ngon.